Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnamsport ngày 6 tháng 5 năm 2023. Trước khi đến với những thông tin chi tiết xuất hiện cho bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnamsport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục của chúng tôi về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Campuchia nhầm lẫn tai hại, đưa Ba Lan vào thay Indonesia ở SEA Games 32. Thưa quý vị và các bạn, nước chủ nhà của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, Campuchia đã mong muốn tổ chức một lễ khai mạc hoành tráng theo đúng chuẩn Olympic đẳng cấp thế giới. Và lễ khai mạc SEA Games 32 đã diễn ra với đầy những màu sắc cùng ba trường, sự huy hoàng của Angkor, nụ cười Khmer và tương lai của Campuchia. Cùng với đó là lễ diễu hành của 11 đoàn thể thao tham dự kỳ đại hội lần này. Dù đã tổ chức được một lễ khai mạc đúng chất là xa hoa, hoành tráng như cam kết, rất nhiều màu sắc, tuy nhiên nước chủ nhà Campuchia vẫn phải nhận vô số những chỉ trích vì những nhầm lẫn, tai hại của mình. Cụ thể, trong lúc diễn ra buổi lễ, quốc kỳ của Indonesia bị chủ nhà Campuchia sử dụng nhầm thành quốc kỳ Ba Lan. Quốc kỳ hai đất nước này vốn khá là giống nhau, chỉ khác về trật tự màu sắc. Indonesia là đỏ trên, trắng dưới, còn với cờ của Ba Lan thì ngược lại. Có ít nhất là ba vũ công đã cầm lá cờ lỗi ở tiết mục này. Việc sử dụng sai quốc kỳ Indonesia khiến cho truyền thông và người hâm mộ xứ vạn đảo không khỏi tức giận. Tờ CNN của Indonesia viết, cư dân mạng Indonesia đã lên tiếng phản đối về lá cờ Indonesia bị lộn ngược trong thời gian chuẩn bị khai mạc SEA Games 2023 ở Campuchia. Ảnh chụp màn hình lá cờ Indonesia lộn ngược tung bay trong lễ khai mạc SEA Games 32 được lan truyền chóng mặt trên không gian mạng, không chỉ ở Indo, Campuchia mà là toàn Đông Nam Á. Khoảnh khắc này đã xảy ra trong quá trình chuẩn bị khai mạc trước khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Thậm chí việc lá cờ Indonesia bị lộn ngược không chỉ xảy ra với một trong những người cầm cờ, điều này xảy ra với ít nhất là 3 người cầm cờ, có nghĩa là lỗi này là một lỗi rất nghiêm trọng. Cư dân mạng phẫn nộ cũng nói bóng gió rằng không phải Indonesia tham dự SEA Games đâu, mà đó là Ba Lan, lần đầu tiên trong lịch sử của SEA Games có một đất nước châu Âu tham dự. Điều này là do lá cờ trắng và đỏ có ý nghĩa là lá cờ thuộc về Ba Lan, không phải là Indonesia. Campuchia lần đầu đăng cai SEA Games. SEA Games là một sự kiện thể thao Đông Nam Á được tổ chức từ năm 1959. Việc cổ động viên Indonesia tức giận là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, khi đoàn thể thao Indonesia diễu hành, những lá cờ của quốc gia này đã được sử dụng một cách vô cùng chính xác. Huỳnh Như và Cao đội đã sẵn sàng cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Myanmar. Sau khoảng gần một tuần có mặt tại Campuchia và trải qua trận ra quân cùng hai buổi tập luyện trong các ngày qua, thì Huỳnh Như và Cao đội của mình đã dần thích nghi với điều kiện thời tiết có thể nói là khá khắc nghiệt tại Campuchia. Luôn được truyền thông Việt Nam theo sát, nhưng trong buổi tập vào chiều ngày 5 tháng 5, Huỳnh Như không tham gia phỏng vấn mà người trả lời phỏng vấn là Bích Thùy. Bích Thùy trước đó là người đã ghi bàn thắng cho trận đấu với cao thủ Malaysia với một pha dứt điểm rất tinh tế. Trong buổi tập vào chiều ngày 5 tháng 5, ngay trước trận đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh ở bảng đấu, đó là đội tuyển nữ Myanmar, vào lúc 16 giờ chiều ngày hôm nay ngày 6 tháng 5 năm 2023 trên sân động quân đội Hoàng gia ở Phnom Penh. Huỳnh Như ra sân tập trong trạng thái rất thoải mái cùng cao đội của mình. Bất kể thời tiết ngoài trời lên đến 37 độ C dưới cái nắng vô cùng gay gắt và khó chịu của Campuchia, Huỳnh Như và các chị em vẫn hoàn tất ngon lành những giáo án mà huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện đề ra. Đặc biệt, vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam luôn quan sát kỹ mọi cầu thủ ở trên sân. Vì trời quá gắt nên các thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam phải sử dụng thêm các trang phục hỗ trợ để tránh nắng nóng. Tại SEA Games 2023 trên đất Campuchia thì Myanmar gây bất ngờ khi hạ gục Philippines, đội đã giành quyền tham dự World Cup nữ 2023 với tỷ số là 1-0. Cá nhân tiền vệ Bích Thùy lại không ngạc nhiên khi Myanmar giành chiến thắng. Cô đánh giá Myanmar là đội khó chơi và đang có sự phát triển, nhưng Việt Nam sẵn sàng tinh thần quyết đấu cho trận đấu sắp tới. Toàn đội chắc chắn sẽ dành đến 100% sức lực để chiến thắng. Chúng tôi không bao giờ bước vào trận đấu với tâm lý hòa hay không thoải mái cả. Vận động viên Việt Nam chưa thi đấu đã có huy chương tại SEA Games 32. Thưa quý vị và các bạn, nghe thì thật khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Tại SEA Games 2023, nội dung Carol 3 băng nữ đặt niềm tin trọn vẹn vào Nguyễn Hoàng Yến Nhi và Phùng Kiện Tường. Theo danh sách đăng ký, nội dung Carol 3 băng nữ có 7 vận động viên của 4 đoàn thể thao đăng ký tranh tài, bao gồm 2 vận động viên của Việt Nam, 1 vận động viên của Campuchia, 2 vận động viên của Thái Lan và 2 vận động viên của Philippines. Các vận động viên sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Với số lượng là 7 vận động viên tranh tài, khi chơi cặp đấu tứ kết sẽ có 1 vận động viên ngẫu nhiên được miễn thi đấu vì chỉ đủ số lượng cơ thủ để chia 3 cặp đối đầu. Theo kết quả bốc thăm, vận động viên Nguyễn Hoàng Yến Nhi may mắn được vào thẳng vào bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thủ của Việt Nam chắc chắn có huy chương, do nội dung Carol 3 băng sẽ trao đồng hạng huy chương đồng. Bên cạnh đó, những lá thăm may rủi mang đến may mắn và rất nhiều thuận lợi dành cho Yến Nhi. Cơ thủ đại diện cho Việt Nam sẽ không ở cùng nhánh đấu với ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng, đó là Fevi đến từ Campuchia. Đối thủ của Yến Nhi tại bán kết sẽ là một trong hai cơ thủ, hoặc là Jasukun đến từ Thái Lan, hoặc là Amit đến từ Philippines.
Trong khi đó, vận động viên còn lại của Việt Nam tranh tài ở nội dung Carol ba băng nữ đó là Phùng Kiện Tường. Đội tuyển BIA Việt Nam tham dự SEA Games 32 với 14 thành viên, trong đó có 12 cơ thủ. Các cơ thủ sẽ tranh tài ở 10 nội dung với các thể loại bao gồm Carol ba băng, một băng, pool 9B, pool 6B, snooker và Venus Anh. Venus diễn ra từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 ở khu thương mại Shashok tại thành phố Phnom Penh. Công bố 5 vận động viên dính doping tại SEA Games 31. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đã là SEA Games 32, nhưng gương mặt 5 vận động viên Việt Nam dính doping tại SEA Games 31, SEA Games được tổ chức tại Việt Nam, bây giờ thì chúng ta mới rõ danh tính. Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh, Vũ Thị Ngọc Hà, Hoàng Thị Ngọc và Lê Ngọc Phúc là 5 vận động viên điền kinh Việt Nam dính doping tại SEA Games 31. Thông tin đã được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam xác nhận vào sáng ngày 5 tháng 5 năm 2023 trước truyền thông. Bên cạnh 5 chân chạy Việt Nam, còn có 2 vận động viên Thái Lan, 2 Myanmar và 1 Indonesia bị công khai danh tính trong đợt này. Tất cả đã có 2 mẫu thử dương tính với chất cấm tại đại hội ở Việt Nam vào năm 2022. Theo quy định thì trước SEA Games 32, tất cả các trường hợp dính doping ở SEA Games 31 phải được công bố trong cuộc họp cuối cùng của Đại hội đồng Thể thao Đông Nam Á diễn ra ngày hôm qua tại Phnom Penh. Quách Thị Lan, người từng giành 2 huy chương vàng, 1 bạc và 1 đồng tại SEA Games 31, trong đó có huy chương vàng cá nhân 400m rào và huy chương đồng 400m. Chân chạy 28 tuổi của đoạt huy chương vàng 4x400m tiếp sức nữ và huy chương bạc 4x400m tiếp sức nam nữ. Cô từng đoạt huy chương vàng ASEAN 2018 dù chỉ về nhì, sau khi người về nhất đó là Erekoya dương tính với doping. Một năm sau đó thì cô vô địch châu Á cũng với ở nội dung sở trường 400m rào. Khuất Phương Anh 26 tuổi nhận huy chương vàng bộ môn chạy 800m nữ, huy chương bạc 1.500m tại SEA Games 31. Trong khi đó Vũ Thị Ngọc Hà 23 tuổi giành huy chương vàng nhảy xa và huy chương bạc nhảy 3 bước. Hoàng Thị Ngọc giành huy chương vàng 4x400m tiếp sức nữ, còn Ngọc Phúc đoạt huy chương bạc chạy 400m nam và 4x400m tiếp sức nam. Mẫu thử doping của các vận động viên tại SEA Games 31 được xét nghiệm vài tháng sau đại hội. Tháng 9 và tháng 10 năm 2022, 5 vận động viên điền kinh của Việt Nam bị phát hiện có mẫu A dương tính với chất cấm. Đến tháng 11, mẫu B của họ cũng dương tính. Khi đó thì danh tính của 5 vận động viên này vẫn chưa được công bố chính thức. Trong bản tường trình gửi lên Tổng cục Thể dục Thể thao trước đó, tất cả khẳng định không cố ý dùng chất cấm mà có thể vô tình dùng thuốc hoặc đồ ăn hoặc thực phẩm chức năng không phù hợp. Thông thường các vận động viên dương tính với doping sẽ bị hủy kết quả thi đấu. Tuy nhiên điều này sẽ không ảnh hưởng tới vị trí nhất toàn đoàn của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ở giải đấu trên sân nhà, Việt Nam đạt tổng là 205 huy chương vàng, trong khi đó Thái Lan đứng thứ hai đạt 92 huy chương vàng. Theo nhận định của Giám đốc Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam, đồng thời đang là Phó trưởng Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping SEA Games 31 Nguyễn Văn Phú, hồ sơ của các vận động viên dính doping đã được chuyển cho các Liên đoàn Thể thao Quốc tế, Ủy ban Olympic Quốc gia để xử lý theo Bộ luật Phòng chống doping quốc tế. SEA Games 31 sử dụng Bộ luật sửa đổi năm 2021. Thông thường án phạt cấm thi đấu với các trường hợp dính doping sẽ được Liên đoàn Quốc tế của môn thể thao mà vận động viên dính doping đưa ra quyết định. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Vietnam Sport.